Ông Gus Hiddink đang có mặt ở Vân Nam, Trung Quốc để theo dõi U21 Trung Quốc thi đấu giải giao hữu với Uzbekistan, Tajikistan và Myanmar. Cựu huấn luyện viên tuyển quốc gia Hàn Quốc không chỉ quan sát trận đấu mà còn liên tục ghi chép. Theo Tân Hoa Xã, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định mời huấn luyện viên Gus Hiddink về dẫn dắt đội tuyển U21 nước này với mức lương là 4 triệu euro mỗi năm nhằm chinh phục mục tiêu giành huy chương môn bóng đá nam Olympic 2020. Huấn luyện viên Gus Hiddink năm nay 71 tuổi từng giúp tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Khi đó, huấn luyện viên tuyển Việt Nam hiện tại Park Hang-seo là một trong những trợ lý của chiến lược gia người Hà Lan. Liên đoàn bóng đá Lào vừa xác nhận đội tuyển quốc gia nước này đã lên đường sang Barcelona tập huấn trong khoảng thời gian một tuần tại Barcelona nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Trong thời gian tập huấn tại Barcelona, đoàn quân của huấn luyện viên Mike Quân Mông Hiên sẽ có một vài trận đấu giao hữu với các đội bóng tại địa phương và đội tuyển quốc gia UAE. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Lào nằm trong bảng A cùng với Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Myanmar. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Lào vào ngày 8 tháng 11 trên sân khách. Với sự chuẩn bị kỹ càng này, cho thấy tham vọng tạo bất ngờ ở giải đấu lớn nhất Đông Nam Á của đội bóng xứ Triệu Voi. Khi đến Chelsea, huấn luyện viên Maurizio Sarri khẳng định là các cầu thủ sẽ được sử dụng xoay vòng và ai cũng có cơ hội được thi đấu. Tuy nhiên, trung vệ Gary Cahill đã không hài lòng do ít được sử dụng trong thời gian qua. Trung vệ 32 tuổi đã có 6 năm thi đấu cho The Blues. Anh là trụ cột của Chelsea trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Sarri tin dùng cặp đôi Rudiger và David Luiz hơn là trọng dụng Gary Cahill. Vì thế, trung vệ người Anh đang đòi hỏi việc được ra sân thường xuyên hoặc sẽ sớm rời câu lạc bộ ngay tháng 1 sắp tới. Thậm chí anh còn mong mỏi Chelsea sẽ cho anh đến thi đấu ở các câu lạc bộ lớn ở giải ngoại hạng Anh. Xem đó như là phần thưởng dành cho những đóng góp của Cahill trong suốt 6 năm vừa qua. Huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp đã ra điều kiện về ngôn ngữ đối với các học trò của ông. Đó là họ phải trong thời gian ngắn nhất có thể thành thạo giao tiếp bằng tiếng Anh. Còn không thì ông sẽ đưa những người chưa rành tiếng Anh vào danh sách chuyển nhượng nếu họ không cố gắng học. Trong số các tân binh của Liverpool, Alisson Becker được huấn luyện viên người Đức đánh giá cao về khả năng hòa nhập. Thủ môn người Brazil hiện đã thành thạo nói tiếng Anh trong thời gian ngắn. Ngoài ra, Jurgen Klopp còn ám chỉ có đến 7-8 cầu thủ không hứng thú với việc học ngoại ngữ sẽ phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Ông cho rằng sự khác biệt về ngôn ngữ sẽ là rào cản lớn cho việc các học trò của mình tiếp thu triết lý chơi bóng, đồng thời cũng khó tìm được tiếng nói chung với các đồng đội người Anh ở trong phòng thay đồ.